Khu vực cầu Thanh Trì và đường vành đai 3 là điểm nóng về ùn tắc giao thông của thành phố Hà Nội. Thế nhưng, hàng ngày vẫn tồn tại tình trạng hàng xe container, xe khách dừng đỗ tại khu vực phía đầu cầu quận Hoàng Mai để bốc xếp hàng hóa, còn phía đầu cầu huyện Gia Lâm tồn tại hàng chục điểm bán hàng rong tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ách tắc giao thông. Đây là những gì đang diễn ra tại đầu cầu Thanh Trì, thuộc địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Mặc dù có biển cấm các phương tiện dừng đỗ, thế nhưng mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt xe tải, xe container dừng đỗ để bốc giữa hàng. Hàng chục chiếc xe khách cũng dừng đỗ để đón trả khách. Bắt về Hưng Yên. À đây ạ. À. Sao mình không vào bến bắt này đứng ở đây? Ở đây có cái xe Yên Nghĩa về qua Hưng Yên bác ạ. À đấy ạ. À. Ở đây đứng này nguy hiểm lắm. Xe nó đỗ đây thì là vài cháu nhảy lên xe rồi về. Đây lấy lẻ mang đây thôi chứ còn nhiều là xe nó đánh xe công nó chạy ngay cho bắt tràng ấy. Vâng. Như đây nó còn lẻ mình mang gửi thôi. Đây nó bắt nó gửi hàng cũng sai đó, vì cái đường cao tốc nó cũng cam nhưng mà bọn này cứ qua hàng nó chở nó cứ nhận được đó. Không chỉ biến thành điểm bốc rỡ hàng hóa, khu vực đầu cầu Thanh Trì phía Gia Lâm còn biến thành điểm bán hàng. Nhiều xe ô tô lưu thông qua đây dừng lại mua hàng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Nói chung bọn chị đứng này mà cực kỳ an toàn luôn, bởi vì làm sao các ô tô người ta đỗ gọn, ta mua chỉ 1 phút là xong là người ta đi mà. Cục Cảnh sát Giao thông của Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến cầu Thanh Trì, Vành Đai 3. Trong thời gian một tháng bắt đầu, kể từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10, thế nhưng theo quan sát của phóng viên truyền hình Thông Tấn, lực lượng chức năng chỉ tập trung vào xử lý các phương tiện đi vào làn khẩn cấp trên tuyến Vành Đai 3, còn khu vực cầu Thanh Trì vẫn chưa được lực lượng chức năng triển khai.